làm răng sứ có đau hay không? Chào mừng bạn đã quay trở lại với chuỗi video khám phá về răng sứ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là liệu răng sứ có đau nhức hay không. Đây là một trong những câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được. Hãy cùng lắng nghe sự thật đằng sau trải nghiệm này nhé. Và làm răng sứ thường không gây đau nhức như nhiều bạn vẫn nghĩ đâu. Trong quá trình làm răng sứ, bạn sẽ được gây tê cục bộ để làm giảm đau. Và sau khi làm răng thì có thể bạn sẽ có cảm giác khó chịu một chút, nhưng điều này sẽ giảm dần sau vài ngày. Hãy tuân thủ các chỉ dẫn của bác sĩ chuyên gia để đảm bảo quá trình phục hồi nhanh chóng và không đau đớn. Dưới đây là những cái bước trong quy trình làm răng sứ và cảm giác bạn có thể trải qua. Thứ nhất là bác sĩ sẽ tư vấn và khám răng. Bác sĩ sẽ là người kiểm tra tình trạng răng miệng của bạn và tư vấn về loại răng sứ phù hợp. Quá trình này thì sẽ không gây đau đớn gì cả và giúp cho bạn hiểu rõ hơn về quá trình làm răng sứ. Bước thứ hai là chuẩn bị răng. Bác sĩ sẽ mài một lớp mỏng trên bề mặt răng để tạo không gian cho răng sứ phù hợp, và bạn sẽ được gây tê cục bộ để không cảm thấy là đau đớn hoặc khó chịu. Việc này sẽ giúp giảm thiểu mọi khó chịu và đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ. Thứ ba là việc lấy dấu răng. Bác sĩ sẽ lấy dấu răng của bạn để chế tạo ra răng sứ. Quá trình này cũng không gây đau và diễn ra rất là nhanh chóng. Và bước thứ tư là gắn răng sứ. Sau khi mà răng sứ được chế tạo, bác sĩ sẽ gắn răng sứ vào răng của bạn. Và bạn có thể cảm thấy một chút khó chịu khi mà chất kết dính khô lại, nhưng không đau đớn đâu nhé. Lợi ích của việc làm răng sứ không đau, nó sẽ giúp cho bạn tự tin hơn khi điều trị. Và bước thứ năm, tại nhà khoa bác sĩ Cường thì bác sĩ sẽ luôn tinh chỉnh, luôn thăm khám định kỳ sau khi mà bạn gắn răng sứ xong. Điều này sẽ giúp cho bạn có một hàm răng sứ chắc, khỏe, thẩm mỹ và bền lâu. Bây giờ chúng ta đến lợi ích của việc làm răng sứ. Lợi ích của việc làm răng sứ không đau. Khi biết rằng quá trình làm răng sứ không đau thì bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và không còn lo lắng nữa. Điều này giúp cho bạn thoải mái khi có quyết định làm răng sứ. Và cái trải nghiệm thoải mái với công nghệ hiện đại và các biện pháp gây tê sẽ giúp bạn có trải nghiệm răng sứ thoải mái và không đau đớn. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ không phải chịu bất kỳ sự khó chịu nào trong suốt quá trình điều trị. Thứ ba đó là nhanh chóng và hiệu quả. Quy trình làm răng sứ không đau sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và nhanh chóng sở hữu nụ cười hoàn hảo. Bạn sẽ không phải lo lắng về việc phải nghỉ ngơi quá lâu sau khi làm răng sứ. Và thời gian để làm xong bộ răng sứ thông thường là từ 3 ngày có thể đến 1 tuần tùy vào nhà khoa. Nhưng tại nhà khoa bác sĩ Cường thì với thời gian 3 ngày thôi thì bác sĩ sẽ dồn hết tâm sức cũng như là lên một cái thiết kế chi tiết nhất cho nụ cười của bạn. Và nếu bạn còn lo lắng về việc làm răng sứ có đau hay không, hãy đến với bác sĩ Cường để được tư vấn và trải nghiệm quy trình nhẹ nhàng không đau đớn. Với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp của chúng tôi thì sẽ đảm bảo cho bạn sự thoải mái và an toàn cho bạn. Hãy đăng ký ngay hôm nay và để nhận ưu đãi đặc biệt và tư vấn miễn phí nhé. Vào ngày mai thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là liệu răng sứ có gây kích ứng lợi hay nếu không. Và bạn có tò mò hay không nào? Hãy đón xem video vào ngày mai nhé. Và đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút quả chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi.